Vi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong giờ tin sáng nay, Minh Vi xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm và nhận định đến từ chị Phạm Thị Lan Dung, là trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân công ty chứng khoán HSC. Thưa chị, thị trường thì vẫn đang duy trì trạng thái giằng co trong phiên giao dịch cuối tuần, và diễn biến này thì khiến cho các nhà đầu tư ngày một thận trọng hơn với giao dịch của chính mình. Vậy theo quan điểm của chị, từ góc nhìn của chị thì chị nhận định như thế nào về tâm lý của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại? Dạ, chào chị Vi. Thì theo quan điểm cá nhân của Dung thì hôm nay phiên cuối tuần thị trường giao dịch không mấy tích cực. Thời gian vừa qua thị trường đã có một nhịp tăng rất là đáng kể trong vòng cỡ 3 đến 4 tháng. Thì tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại trước cái kỳ nghỉ dài là tâm lý nghỉ lễ, tâm lý các nhà đầu tư muốn có thể thực hiện hóa một số lợi nhuận của họ trước kỳ nghỉ lễ. Nên phiên hôm nay phản ánh điều đó rất là rõ. Thì khả năng cao thị trường trong thời gian sắp tới cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm với volume thấp. Thì theo quan điểm của Dung thì thị trường sẽ có những ngưỡng hỗ trợ khá là tích cực ở vùng 690 đến 700 cho VN Index. Thì đó là điểm mà các nhà đầu tư có thể cân nhắc, có thể tham gia lại thị trường. Còn trong giai đoạn hiện tại thì thị trường chúng ta nên thận trọng. Vâng, và như chúng ta đều biết thì trong phiên ngày hôm qua là phiên chào sàn lần đầu tiên của Petrolimex trên sàn HOSE. Và có một cái điều đáng lưu ý, đó chính là công ty này ngay lập tức đã thông báo bán 20 triệu cổ phiếu quỹ. Theo chị thì thông tin này khiến cho các nhà đầu tư có cảm thấy hụt hẫng hay không ạ? Dạ vâng, thưa chị Vi, thì Petrolimex là một cổ phiếu được đa số nhà đầu tư quan tâm mong đợi trong thời gian qua. Vậy. Thì phiên hôm qua là phiên chào sàn đầu tiên của Petrolimex. Thì Dung tóm tắt lại diễn biến của phiên hôm qua thì có những lúc thì do cái thông tin bán 20 triệu cổ phiếu quỹ đó ra thì những nhà đầu tư ngắn hạn đã thực hiện việc chốt lời. Đó là quan điểm của Dung, là một chuyện dễ hiểu thôi. Bởi vì Dung nhớ có những lúc Dung giao dịch OTC cho nhà đầu tư của Dung á, cá nhân thì họ đã mua được ở những vùng giá 30, 32, 35 thì đến khi lên sàn với mức giá quanh 50, có những lúc lên trần 51.8 họ đã thực hiện chốt lời. Thì về ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư sẽ khả năng chốt lời, nhưng trong dài hạn thì Dung nghĩ là Petrolimex vẫn là cổ phiếu đáng để đầu tư. Vâng, và với cái thông tin mà bán cổ phiếu quỹ như vậy thì việc kỳ vọng ăn theo sóng cổ phiếu có liên quan đến việc niêm yết của Petrolimex xem như là không còn nữa hay như thế nào ạ? Về việc các cổ phiếu ăn theo sóng của Petrolimex thì Dung quay lại câu chuyện trong quá khứ. Đợt thời gian ACV, cổ phiếu hàng không, thì lúc đó có một sóng ăn theo ACV. Nhưng sau đó chúng ta phải nhìn lại khi cổ phiếu Sabeco lên sàn thì sóng ăn theo đó đã dường như có vẻ nguội lạnh, có thể gọi là nguội lạnh, không hiệu quả nữa. Cho nên việc ăn theo của Petrolimex lần này thì theo Dung đánh giá cũng không phải là một phương thức đầu tư hiệu quả nếu mà nhà đầu tư mua chỉ để ăn theo cổ phiếu liên quan đến Petrolimex. Chúng ta sẽ tạm khép cái câu chuyện về Petrolimex tại đây và đến với cái kết quả kinh doanh quý 1 của một số công ty chứng khoán khá tích cực á. Thì theo góc nhìn của chị Lan Dung thì giá của các cổ phiếu chứng khoán sẽ tiếp tục gia tăng hay là phản ánh vào giá của những phiên trước đó thì chị? Cảm ơn Vi đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Tại vì Dung là cũng đến từ một công ty chứng khoán. Thì trong báo cáo chiến lược của HSC năm 2017 thì ngành, một trong những ngành mà HSC đánh giá rất là khả quan đó là ngành chứng khoán. Tại sao HSC lại đưa ra cái chiến lược như vậy? Bởi vì chứng khoán trong năm nay sẽ có rất là nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Phái sinh là một sản phẩm mới. Cuối tháng 5 này thì phái sinh sẽ chính thức sẽ được áp dụng. Thì kỳ vọng sẽ có một cái lượng tiền vào trong thị trường sắp tới. Và công ty chứng khoán hiện nay không phải chỉ đơn thuần làm nghiệp vụ môi giới như mọi người nghĩ nữa, mà công ty chứng khoán đang đẩy mạnh rất là nhiều việc gia tăng, việc vay. Thì cái đó là cũng là một trong những việc mà mang lại cái lợi nhuận rất nhiều cho công ty chứng khoán. Thì với cổ phiếu của công ty HSC, mã là HCM, thì vừa qua đã có thông tin là sắp tới đại hội sẽ có thể có tiến hành về trao đổi về việc nới room ra cho nhà đầu tư nước ngoài. Thì khả năng cao theo Dung nghĩ là sẽ thông qua việc này. Thì đó là một cái tin rất tích cực. Thì vì thời gian vừa qua thì HCM là được rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài săn đón nhưng không có room. Thì ngành chứng khoán trong ngắn hạn sẽ có thể điều chỉnh ngắn hạn, nhưng đó là điều chỉnh tích cực để bắt đầu trong cái giai đoạn tăng dài hạn sắp tới. Cho nên Dung đánh giá là ngành chứng khoán vẫn là một ngành chủ chốt. Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin nổi bật trên giờ tin sáng nay.
Thưa quý vị, trước khi khép lại giờ tin sáng như thường lệ, Minh Vy xin mời quý vị nán lại màn hình ít phút. Chúng ta sẽ một lần nữa điểm lại những nội dung chính trên chương trình kỳ này. Trung tâm nghiên cứu kinh tế thuộc trường Đại học Bách khoa Zurich Thụy Sĩ vừa công bố chỉ số toàn cầu hóa cập nhật năm 2017. Trong năm nay, Việt Nam tăng 30 bậc trong bảng chỉ số này so với một năm trước đây. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA nhận định tỷ lệ thực hiện dự án tại Việt Nam khá cao, nhưng các thủ tục hành chính liên quan vẫn còn chậm trễ. Do đó, trong thời gian tới, JICA đề nghị chính phủ Việt Nam có phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các bên. Bộ Công an vừa tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các bộ ngành về dự thảo đề cương đề án đấu giá biển số xe ô tô. Theo đó, biển số xe trúng đấu giá là tài sản dưới dạng quyền tài sản nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc quản lý phương tiện của pháp luật hiện hành. Biến động chính trị trên thế giới và lo ngại về mặt thực thi chính sách ở Mỹ đã khiến cho các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu lộ trình tăng lãi suất của Fed trong năm nay sẽ như thế nào. Đa số các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất lần nữa vào tháng 6 tới đây. Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ đang kêu gọi nhiều biện pháp trừng phạt chống lại hãng hàng không Air Korea của Triều Tiên bởi Mỹ lo ngại về ranh giới giữa hàng không và không quân của Triều Tiên là không rõ ràng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ tin sáng ngày 22 tháng 4 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.